Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Đây là vào buổi chiều ngày 9 tháng 8 năm 2024. Khu vực đây là ngã ba của con đường Lê Thánh Tôn với Trần Phú này. Xe giờ này buổi chiều rất là đông. Đó, hướng của Trần Phú. Ở chỗ này là các bãi giữ xe. Đây là cái Nha Trang Luxury Hotel này. Cái khách sạn cao thứ nhì của Nha Trang lúc trước là Nha Trang cái tòa lầu 7 là cao nhất, và còn cái khách sạn này là 14 tầng là nó phá bỏ cái kỷ lục của cái lầu 7 này. Nó một trong những khách sạn rất là lâu đời của Nha Trang rồi. Ở đây là khu vực công viên, công viên gần với tháp Trầm Hương. Cấm xe đạp, xe máy đi vào lối này. Giờ này chiều rồi, mọi người đi tắm biển rất là đông, khách du lịch rồi nữa. Chiều nay ở quảng trường cũng sôi động, vì đang có cái chương trình vui chơi dành cho các bé của cái giải VnExpress Marathon Cool. Ngày mai sẽ diễn ra cái giải chạy. Ở bên kia là chợ đêm hay quảng trường 24 nè. Giờ là khu vực quảng trường này dành cho VnExpress Marathon hết rồi. Có rất là nhiều những cái trò chơi ấy mình. Vào xếp hàng. Đó. Xếp hàng chơi. Hai chuẩn bị trượt xuống ra. Này vui à. Hỏi cô tiểu giờ muốn chơi vô chỗ nào? Qua phía sau chơi hả? Wow, nhanh dữ hả? Đã không? Quá đã luôn. Đeo GoPro nữa hả? Phỏng vấn luôn. Chơi không? Dạ, qua bên kia lên chơi nè. Đã không? Đi. Lên. Ở đây chơi. Khá đông vui đúng không vậy? Nhộn nhịp quá. Được có lượt à? Một vé một lượt à? Ủa xếp hàng ở nào vậy? Rồi ở đây hả? Không khí khá là sôi động. Mua sữa rồi. Ủa vô chơi sao em? Được một vé hả? Sao hôm nói là một vé là được một lượt ba người chơi mà. Vậy hả? Một vé là được một vé thôi, còn vé nào dưới 1m2 thì mới đi cùng với người lớn, chứ không phải là một vé là ba người chơi. Trời ơi, vậy mà tư vấn kỳ vậy ta. Mấy cô bán sữa tư vấn nè. Thôi con vô chơi đi. Con cầm phiếu vô chơi. Cầm phiếu vô chơi đây. Sao? Một vé cho được một người à? Vậy mà kêu một lượt ba người. Trời ơi. Hai đứa lên chơi trượt rồi mình.
à, xếp hàng chuẩn bị lên nè. Đó. Hello hả? Đó. Rất là nhiều cái trò chơi này. Vui lắm. Hồi nãy Hồ Mơ là tư vấn là một vé là được một lượt 3 người chơi. Nhưng mà bây giờ kêu là một vé chỉ được một người rồi. Nhưng mà hai anh em cho nên thôi bé nó không cho vô chơi cũng được. Vui là chính vậy ơi trời. Mua một thùng sữa mới được cái vé đó vậy. Mua một thùng sữa mới được vé đó vô chơi nha. Này, họ làm chương trình lớn để họ mục đích quảng cáo nữa. Sana Romit. Store 360 nữa hả? Nè, đây dùng người mù quá. Quay Insta 360 rồi Pocket 3 GoPro. Rồi phỏng vấn luôn. Rồi đứng vô kỷ niệm phỏng vấn luôn. Nói to lên được đi một vòng nữa. Đó, đi cái này sướng rồi ơi. Tới đây là nó dừng liền à? Biết rồi, biết. Đã hả? Dạ đã. Đã không? Trời này đã hơn là trượt mấy cái em lúc nãy về. Trượt nước đúng không? Về mấy cái em lúc nãy mua vé chờ tiếp không? Vậy hả? Có bán vé đâu? Hả? Đâu có bán vé. À, anh Đỗ Kim Phúc á hả? Phải không? Phải anh Đỗ Kim Phúc không? Không. Đâu? À đúng rồi, anh Đỗ Kim Phúc à. Ờ. Đó, có anh Đỗ Kim Phúc luôn kìa, nổi tiếng luôn kìa. Đó. Chú Đỗ Kim Phúc đây. Đó. Trượt xong là được phỏng vấn nữa nha. Cái anh mà đi theo chú đó là nổi tiếng. À, nói chung hai anh đó là hai chú đó là football. À, chú chơi bóng nghệ thuật đúng không? Ừ. Chú Đỗ Kim Phúc là chơi bóng nghệ thuật giỏi lắm á. À, đi qua cả chú có tài chơi bóng nghệ thuật.
Rồi trực tiếp ra. Nó có gì đâu mà la dữ vậy? Trời, xạo ghê. Cái đó là mấy người nổi tiếng này thường đó. Giỡn đúng không? Diễn hài chơi mà. Thôi con tìm đấy. Lại tìm. Đứng im đó nghe. Trời, không khí nó sôi động quá luôn rồi. Ngày mai vui nữa. Nhiều chương trình trò chơi lắm. Cứ mua sữa là có phiếu chơi à. Bánh cung nữa nè. Xếp hàng chơi bánh cung nè. Xếp hàng chơi bánh cung. Bánh vào cái bánh bánh vào cái bánh ấy. Bánh vào cái bánh bánh gạo này. Đà. Rồi mấy chương trình này mấy bé khoái lắm luôn. Thích lắm luôn. Rồi bên đây có chương trình gì đây? Đó, cứ chơi trò chơi rồi lấy thông tin rồi có được sữa vậy. Đó, đây có trò chơi nè, chào. Chào thì cái này nó trơn lắm luôn á. Quá trời chương trình luôn. Này chơi hay là giống như trượt. Có bảo hiểm hết à. Không có trơn lắm. Rồi bên kia bánh cung, bên đây là trượt xe vòng. Rồi bên đây chương trình nữa đây. Wow. Đi cái vòng xoay em ơi. Chạy vòng xoay. Rồi bên kia đạp xe đạp. Hôm nay chơi đạp xe đạp. Đạp cho xén lắm ba đèn. Yeah.
Ông có sáng được ba đèn rồi. Phải sáng được ba đèn. Rồi bên đây chơi trò gì đây? Bên đây người lái. Lái ô tô. Quá nhiều trò chơi luôn rồi. Đây có một biển nè. Biển chiều này khá là mát. Trời âm u vậy. Không có mưa mà âm u. Sóng cũng lớn à. Sắp sáng rồi. Còn đèn cuối cùng. Đạp đều chân à. Đạp nhanh mà đều chân. Tắt đèn ra. Kẹp gì vậy? Nó để họ kẹp cái gì vậy? Cho biển chiều này đông ghê luôn vậy. Thank you.
nay trời âm u, biển sóng cũng lớn nữa, khách thì rất là đông. Wow, quá vui luôn. Tháp Trầm Hương. Trời hầm quá mà không mưa được vậy, nó chỉ âm u thôi. Sóng cũng lớn ghê luôn á. Hình như đang có áp thấp mà ngoài biển sóng cho nên biển động này. Chứ bình thường buổi chiều sóng nó không lớn vậy đâu. À, sóng nó không có to vậy. Hôm nay to hơn mọi hôm. À, người ta đang chụp hình. Để người ta chụp ảnh nữa coi. Nên lấy giỏ rồi. Không, cái giỏ đồ mình trên kia mà. Nên lấy giỏ đồ. Chiều nay khách Tây, khách ta gì đâu, quá trời luôn. Ở khu vực này có lẽ khách quốc tế tắm nhiều rồi. Quá là vui luôn. Ở phía từ xa kia là khu vực của Happy Beach. Nhà hàng bốn mùa. Chiều nay biển sóng có vẻ mạnh lắm vậy. Dìu dịp dìu từng cơn này. Lâu lâu cũng có cơn sóng lớn. Vượt biển Tháp Trầm Hương là tắm đông. Yeah.
ơi, chiều nay trời nóng quá, mưa cơn rất là to luôn vậy thôi. Mưa kiểu mưa may, trở tay không kịp luôn. Mọi người đang đi trên cầu vượt là phải dừng xe cầu vượt xuống luôn á. Ngay vị trí vòng xoay à. Đó, mọi người đang đục mưa nè. Không cao mưa phải chui vô đục vô chỗ ngân hàng đục ké vậy. Ở trời mưa là dễ bị kẹt xe lắm. To ghê luôn. Cái đoạn dưới phố thì không thấy mưa, lên tới trên Vĩnh Diện Trung này bắt đầu mưa to. Chắc trên Diên Khánh mưa to lắm, mưa to gió ầm ầm luôn ơi. Tấm sét nữa. Mưa dông mưa may rồi. Xoay này giờ cao điểm là hay bị ùn tắc giao thông. Điện đường sáng luôn luôn à. Bình thường 6 giờ trời cũng chưa có tối lắm, giờ mưa tới vui luôn. Rồi, nước chảy rồi. Có phở gõ đuôi cũng bò cũng kêu xe quá cho xe đúng không vậy đó, trên cầu vượt quá trời. Nó xe buýt Phương Trang này đổi xe nhỏ hơn rồi. Nói chung nhiều người học trở tay kìa. Wow, giải nhiệt. Giải nhiệt cơn nắng nóng ngày nay. Ngày nay nó nóng quá trời luôn, hầm quá trời luôn. Tình hình có vẻ mưa cũng khá là dai luôn. Trời ơi.
sẽ chạy. Trước bắt đầu là hết rồi, hết mưa rồi. Trong cơn mưa trời lại sáng rồi, sẽ mát mẻ hơn. Sắm chớp đấy. Lên ngã ba rẽ bên tay trái, ngã tư rẽ trái. Sấm chớp, mưa dông. Yeah.